Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Thái Âu Tư. Trên tay em hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người hai sản phẩm. Đó chính là sản phẩm quạt gió dàn lạnh trong xe của Toyota Vios 2014. Nó sử dụng chung với Toyota Yaris 2015. Đấy. Phía bên tay này của em là đang cầm để gửi tới mọi người là sản phẩm của Denso Thái Lan. Còn phía bên này là của nhà máy Logo Moto Thái Lan. Bây giờ em sẽ cùng bóc cho mọi người xem nhé. Đây là sản phẩm Thái Lan. Đây là nguyên đàn nhiều kiện phía đen xuống. Đây. Bây giờ thì em và mọi người sẽ cùng nhìn sơ qua nhé. Đây, nói về hình thức này. Đấy. Về hình thức thì không khác một chút nào. Đấy. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng em nhìn rõ không ạ? Đây, phía bên tay phải của em là sản phẩm của Thái Lan. Còn phía bên tay trái em là Denso Thái Lan. Với cái sản phẩm của Denso Thái Lan thì anh em nhìn thấy này. Đấy. Tất cả với cái sản phẩm của Calling thì không có mã số, không có mã vạch. Nhưng với cái sản phẩm Denso Thái Lan thì nó có. Đấy. Đây, anh em nhìn tinh một chút nhé. Trong này Denso này. Phía bên này là cái mã này. Hướng quay chiều gió, điện áp sử dụng là 12V. Đây là mã của sản phẩm. Sản phẩm thì được sản xuất và cấu tạo là phiến bệt mặt bề ngoài được bao phủ hoàn toàn là nhựa cao cấp. Phía bên trong là các cái lõi đồng bi để điều chỉnh khi quạt hoạt động. Anh em nhìn thấy sơ qua thì có thể thấy được đúng không ạ? Nó sẽ khác nhau là về cái nhựa này. Anh em tin một chút là với sản phẩm nhựa thì cái này nhìn nó chắc chắn hơn, đậm màu hơn. Với sản phẩm này thì nhìn nó vẫn không được sắc nét bằng. Đây. Đấy. Như cái với như em nói cái hàng của hãng thì tất cả nó đều có này. Anh em nhìn từ những cái gai cái nhựa này để giữ cho cánh quạt hoạt động, nó cũng đều có mã số hết này. Đây là cái mũi tên trong cánh quạt. Ở bên hàng Denso thì nó có, còn bên này không có. Nó có cái hướng để quay chiều gió. Đấy. Anh em có thể nhìn được không? Đây là vừa rồi thì em có vừa gửi đến mọi người cái video giới thiệu sơ qua về mẫu quạt của Toyota Vios 2014 lắp chung với như Toyota Yaris 2015, cũng như là cái đánh giá về cái chất lượng sản phẩm của hàng Thái Lan và hàng Denso Thái Lan. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số 0769086333. Kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tân Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.